chào quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, lại là Minh Sự đây, không phải là ai khác, không phải là người mẫu xuất hiện từ bên trong tạo dáng bạc đâu, mà là MC của chương trình thôi. Mà tôi làm lố như vậy tại vì trong lòng của tôi đang nôn nao rất là vui, bởi vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một vị khách mời và làm cho tôi có rất là nhiều cảm hứng nói về cái chủ đề ngày hôm nay, đó chính là tình yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một nữ minh tinh màng bạc, tình yêu của tôi đó mọi người. Xin được giới thiệu tình yêu của anh ơi. Tình yêu của anh. Ồ, cái gì vậy Minh? Hả? Trời ơi. Chị, hôm nay em với chị mặc đồ giống nhau và tình yêu với nhau chứ. Trời ơi, thôi nói vậy. Chị nghe nói là chương trình hôm nay là Khẩu Vị Ngôi Sao gì mà tới đây phải ăn uống hay là nếm thức ăn rồi gì chứ. Tự nhiên cái đâu có gì nói lạc đề quá vậy. Thì bây giờ đó, chị vô, chị đứng cho em cái coi. Đó, chị khoác tay em vô coi. Mọi người ơi, người yêu em. Cái gì? Hả? Đi tới tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Tham giỡn thôi. Em me chị ở trong rồi. Ngày hôm nay mặc nguyên một cái váy hồng xinh đẹp như thế này, em phải lựa chọn cáo sơ mi hồng cho hợp chị chứ. Đó. Lâu là quá chị em mới gặp lại nhau. Không biết là cảm giác của chị như thế nào? Gặp lại em là rất là vui, là điều đầu tiên nè. Yeah. Điều thứ hai nữa là được mặc đồ đôi chung với em càng vui hơn nữa. Em mặc đồ đôi với chị đó. Rồi, em mặc đồ đôi với chị. Yeah. Chị đến đây với cái tâm trạng là rất là háo hức. Sẽ được ăn ngon, sẽ được thưởng thức những cái món ăn mà nói chung là chị cũng đói á. Yeah. Chị để bụng tới đây để ăn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông bị thực hiện ngày hôm nay sẽ hứa hẹn đến với chị Dương Cẩm Linh là cả một bầu trời cảm xúc, là cả một bầu trời những sự cạnh tranh. Cạnh tranh nữa vì hả? Sao chị biết không? Có hai gian bếp. À, hai đầu bếp sẽ nấu ăn cho chị và chị sẽ người chấm điểm đầu bếp nào chiến thắng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau đến với phần đầu tiên của chương trình, đó chính là khám phá khẩu vị ngôi sao. Chào mọi người, Dương Cẩm Linh đã quay lại với lại chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và ngay bây giờ Dương Cẩm Linh sẽ cùng với lại Minh Xù sẽ khám phá trong chiếc tủ lạnh sẽ có những cái điều gì đặc biệt trong chiếc tủ lạnh đó ngay bây giờ đây. À ha, tủ lạnh này được mệnh danh là tủ lạnh quyền lực, sẽ giúp cho tất cả quý vị khán giả có thể thấy được là cái sở thích trong ăn uống của chị Linh như thế nào, cái sở ghét trong ăn uống của chị Linh như thế nào. Và bên cạnh đó làm cho hai bạn trẻ khi tham gia chương trình này cũng sẽ có thêm nhiều gợi ý cho những món ăn của mình nấu vào cuối chương trình. Còn bây giờ hai chị em mình đi thôi. Khám phá. Nào, đi thôi. Đây chính là cái tủ lạnh chứa thức ăn đúng không? Chính xác. Chị đang đói lắm. Mà chứa những món khác nữa. Chị ơi, chị đang đói lắm hả? Đúng rồi. Thường người ta nói á, người đói hay xấu nết. Đúng rồi. Còn chị thì sao? Chị cũng vậy thôi. Vậy bây giờ em cho chị một bài toán nha. Nếu như có một cái bánh chia làm 4 phần, có hai chị em mình thôi, chị nghĩ chị sẽ ăn được mấy phần? Chị ăn hết 4 phần. Trời ơi. Em tưởng là chị một phần, sao em dành 3 phần đó của chị? Ai giờ chị dành luôn 4 phần của em rồi. Chị đã nói là đói là xấu tính mà. Bây giờ sao? Chị nghĩ đi, trong đây có những món chị thích và chị không thích. Chị hy vọng là mở ra toàn là những món mình thích không. Vậy hả? Còn gặp những món mình không thích thì như thế nào ha? Không biết. 1, 2, 3. Rồi, xin mời chị tiến gần hơn đến với khu vực trung tâm mua sắm của chúng ta. Dạ, đây chính là một món thức ăn. Trời ơi. Chị. Gì vậy? Em sao còn muốn đây nữa? Cái này là cái con rất là dễ thương mà. Trời ơi. Chị, con này là con đuông dừa đáng yêu mà. No. Sao vậy chị? Chị sợ lắm, chị sợ lắm luôn á. Tại sao chị lại sợ con này? Con nhìn nó là rất là sợ. Nói chung là nó mập mập mà nó nhúc nhích nhất là chị sợ, giống như con sâu vậy đúng không? Đúng rồi. Sợ sâu. Để em mới mốt sinh nhật em tặng cho chị hộp. Em ghẹo. Rồi, món nào chị thích chị nói đi, em đưa ra cho chị bớt nè. À, cá khô. Cá khô đó. Tặng cho chị cá khô. Wow, cá khô chỉ nè, cá khô đù nè. Sao mình thích ăn cá khô ta? Không hiểu một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, đúng chưa? Mà có chồng có con nữa rồi giờ ăn cá khô sao được? Phụ nữ xinh đẹp với lại có chồng có con đâu có liên quan gì tới chuyện ăn cá khô. Cái này đâu có đủ chất đâu. À, đây là một cái món sở thích của mình. Và nó cũng, nói chung là cái món ăn á, nhiều khi nó gắn liền với kỷ niệm. Chẳng hạn như thôi đừng có hửi. Thơm. Cá khô thì mình không có nghe được nó thơm hay không đâu. Khi mà chiên lên nữa đó, thì em sẽ nghe cái mùi đó. Em biết tại sao mà chị rất là thích ăn cá khô không? Vì sao? Vì ngày nhỏ thì khoảng mà chị học cấp 1 thì lúc đó là mẹ chị đi làm với đi dạy rất là nhiều, không có thời gian ở nhà nấu ăn. Thì ba chị là vừa cắt tóc rồi vừa nấu ăn cho con nữa. Thì ba chị là làm nhanh nhất, cái món nhanh nhất khỏi phải làm đó là chiên cá khô. Thì đi học về
rất là đói bụng. Em biết cái chạy, mình tức mà tức tốc, đi tốc. Học và cấp 1 về á, yeah. Coi như là đi học về là mong về nhà để ăn cơm lắm. Mà đứng từ ngoài cổng á nha, nghe cái mùi mà chiên cá khô á, ô nó thơm. Rồi vô nhà vô ăn cơm. Và cái đó thì nó là một cái kỷ niệm không bao giờ mình quên. Ví dụ mình ăn nhiều quá thành thói quen. Ngày hôm nay thông qua câu chuyện của chị thì chắc chắn cũng sẽ đánh thức lại rất là nhiều những cái sự yêu thương của chính tất cả quý vị khán giả dành cho gia đình của mình. Hãy làm ngay bây giờ nếu có thể, bằng những cái câu nói yêu thương hoặc là bằng những cái bữa ăn sum vầy với gia đình mọi người nha. Còn ngày hôm nay chắc chắn rồi, em nghĩ là chúng ta khám phá nhẹ nhẹ thôi. Còn những cái điều mà bí ẩn nữa thì em sẽ bật mí cho chị tuần tự. Chương trình mình còn dài lắm. Ngày hôm nay em cũng như là thay mặt cho chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ mang chị đến với một cái không gian ăn uống mới. Hôm nay chị sẽ được ăn uống cùng với fans của mình. Wow, hấp dẫn ha. Hấp dẫn. Đó chính là những cái điều thú vị đến từ chương trình. Và hy vọng rằng là chị sẽ có được những giây phút rất là thoải mái. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ dành thời gian cho chị Dương Cẩm Linh gặp gỡ fan hâm mộ của mình thông qua những giây phút ngay bây giờ. Đó chính là gặp gỡ thần tượng. Xin mời. Chúng ta đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay rất xinh đẹp, đó chính là Dương Cẩm Linh. Ngày hôm nay như đã hứa thì em sẽ mang lại hai người bạn. Hai người bạn này là fan hâm mộ của chị, sẽ rất là yêu thích chị. Nhưng ngày hôm nay họ sẽ nấu ăn cho chị luôn. Wow, chị thấy như thế nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ hai bạn trẻ tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó chính là Phước Tài và Anh Bảo. Xin mời. Chị ơi, lại bắt tay. Ôi, dễ chị ơi, kể nè. Trời nhà ơi, em nhìn chị em mừng mừng túi túi mà không có, tại vì nghe nói fan đó thì mình cũng nghĩ là chắc là bạn gái cũng ở đây ra gặp hai chàng trai ở đây mà được biết tới chương trình này là fan rồi còn nấu ăn cho chị nên chị vui gấp bội. Vậy hả, tại... chị bớt nắm tay được không chị? Dạ, mời hai bạn về chỗ, chị về đây với em. Hai em về chỗ nha. Rồi các bạn thân mến, các bạn sẽ phải tự giới thiệu về mình một tí xíu nhé. Rồi đầu tiên xin mời em. Em tên là Mai Phước Tài, năm nay em 25 tuổi. Em tên là Quân Bảo, năm nay là em 28 tuổi. Rồi Tài, cho chị hỏi là em bây giờ hiện em đang làm gì? Dạ hiện tại thì em đang làm diễn viên. Cũng là diễn viên. Dạ, và nghề thêm một cái nghề nữa là quản lý spa. Wow, làm đẹp quá chị. Làm đẹp, hợp với chị. Bạn chia sẻ một tí xíu về mình nhiều hơn được không? Bạn đang công tác ở đâu? Mình đến từ Bến Tre, hiện tại là nghề của mình là về tài chính ngân hàng. Hai bạn thân mến, hai bạn sẽ có một cái cuộc trao đổi nhiều hơn. Hồi nãy giờ chị Dư Cẩm Linh và Minh Sù hỏi các bạn rồi, bây giờ các bạn sẽ có cơ hội hỏi ngược lại chị Dư Cẩm Linh. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với thần tượng của mình ngay bây giờ, chỉ có 60 giây thôi. Các bạn sẽ phải tận dụng thời gian này. Hít, phải thở ra cho em hít mà không thở là hồi tắt thở luôn đó. Rồi, 60 giây cho phần hỏi đáp nhanh, bắt đầu. Chị có biết hát không? Có. Chị nhớ em không? Không. Không. Chị thích ăn ngọt hay là mặn? Chị thích ăn nói chung là đậm đà. Chị có thích ăn cá không? Có. Chị thích vai diễn nào nhất trong tất cả các bộ phim của chị đã đóng? Vai bà Tư trong Ải Mỹ Nhân. Chị yêu năm mấy tuổi? Yêu năm mấy tuổi hả? 16 tuổi. Cái tình yêu kiểu nắm tay thời học sinh. Hết giờ. Rồi, ngày hôm nay hai bạn đã có 60 giây để có thể trò chuyện cùng với chị Dương Cẩm Linh. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một thử thách tiếp theo để gắn chặt cái tình yêu thương này hơn nữa. Một trò chơi nha chị nha. Trò chơi này được mang tên đoán tên thực phẩm. Chúng ta sẽ đến ngay bây giờ chị nha. Đừng hoang mang, xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt tại một trò chơi rất là thú vị và hấp dẫn, đó chính là đoán tên thực phẩm. Lần này thì chị Dương Cẩm Linh sẽ đứng một mình ở phía kia, diễn tả bằng lời nói của mình những từ khóa là những loại thực phẩm. Sau lưng các bạn đó có một cái TV, thì chị Linh sẽ phải nhìn vào cái TV đó, thực phẩm nào hiện ra thì chị sẽ gợi ý cho các bạn. Không được sử dụng từ đồng nghĩa, không được diễn tả trùng với từ khóa của chúng tôi. Và hai bạn sẽ có nhiệm vụ, đó chính là trả lời thật là nhanh, miễn sao trùng với đáp án mà chúng tôi đưa ra. Bạn nào chiến thắng, chúng ta sẽ có được một phần thưởng rất là giá trị. Còn ngay bây giờ, không biết là các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng, sẵn sàng nha, chị Linh ơi, sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi. 90 giây gợi ý, bắt đầu. Cái này có 3 từ, ở dưới nước á. Cá. Đúng rồi, một từ rồi, còn 2 từ nữa. Cái nước lỏng lỏng, lỏng lỏng gọi là gì?
Thức ăn nước lỏng lỏng gọi là cái gì? Nước. Mình ăn á, cái món ăn đó là cái gì? Sốt cà sốt cà. Để người bệnh ăn á. Cháo. Không phải, gần giống như vậy luôn. Nó có bắp, nó có cua đó. Tức. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn một từ nữa nha. Một từ nữa nha, để ý chị nè. Súp cá bóng. Chưa chính xác. Không phải. Mấy cái này là cái gì? Bày cái cá. Cái gì? Cái súp gì? Bày cá. Chưa chính xác. Gần chính xác rồi, gần chính xác rồi. Bày súp. Bày cá. Bày súp. Bày cá. Chưa đúng. Không, không giữ nữa, chính giữa sai. Súp bày cá. Chưa đúng. Gần đúng rồi. Súp vi cá. Đúng rồi. Tiếp tục, tiếp tục. À, một loài hoa mọc ở giữa đồng xiên. Nhưng mà màu này nè, màu giống chị nè. Hai từ, hai từ. Bông súng. Chính xác. Đúng. Cố lên em. Cái này nè, uống vô rất là mát. Xăm. Ba chữ. À, màu trắng nữa, giống như mình khuấy 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 lên á. Màu trắng mịn, ăn vô giống như là dán hồ, dán hồi đó. Bột sáng. Bột sáng. Bột sáng. Chưa chính xác, ba từ. Một từ nữa. Bột củ sáng. Không. Ba từ còn nhảy, nữa. Bột sáng. Nhảy này là cái gì? Nhảy này là cái gì? Bột sáng dây. Đúng rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Hay quá. Heo. 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 Lại, lại, lại. Phạm Huy, Phạm Huy. Cố lên, thời gian đang trôi qua. Ba từ. Ba từ. Trời ơi, cái này khó quá vậy. Khó, bỏ qua, khó quá, bỏ qua. Bỏ qua đi, trời, cái này sao diễn tả được. Khi mà bệnh thì người ta hay mua cái đó, dắt ra uống. Cam bắc. Có nhiều loại cam lắm. Cam gì, cam gì? Cam sành. Đúng rồi. Làm con thì phải gì với ba mẹ? Có hiểu. Giữ nữa, chị. Tiểu não. Yeah, nhưng mà không ấy. Không phải. Đó là sao? Cái món này, cái món này. Cái món là đồ ăn. Cái loại rau này nó kết hợp với cái chữ đó, nó sẽ ra cái món. Cái món rau đó. Rau gì? Nghĩ, suy nghĩ đi. Không có dùng cái từ cải rau. Cải thảo. Đúng, đúng rồi. Rồi. Món này có hai chữ. Có một cái loại trái cây với lại một cái loại giống như cơm. Xoài xoài. Đúng, yeah, rồi. Đúng. Món này á, mình đau họng, mình hay ngậm. Hồi nhỏ mình hay ăn á. Hai chữ. Tim mũi. Đúng, đúng rồi. Hết giờ, hết giờ. Wow, 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 wow. Kết quả thì chưa biết là bạn nào chiến thắng đây. Nhưng mà vỗ tay cảm ơn chị Linh. Trời ơi, diễn tả xuất sắc lắm luôn á. Bệnh luôn anh. Nhưng kết quả sẽ mang lại cho một trong hai bạn nhận được cái phần thưởng. Và đó chính là Phước Tài. Xin được chúc mừng. Tỷ số là 4-3. Trời ơi, tiếc quá. Bạn đúng có 3 cái thôi à. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn nở một nụ cười thật là tươi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ nghỉ giây lao ít phút để quay trở lại bằng một cuộc chiến khốc liệt hơn. Đó chính là phần thi đấu chinh phục khẩu vị ngôi sao. Mình thích chị Cẩm Linh là qua một bộ phim đó là Lòng Dạ Đàn Bà. Mình thích cái vai diễn của chị, vai Thanh Thủy trong bộ phim. Nên từ đó là mình đã thích chị Cẩm Linh. Từ nhỏ thì Tài đã xem phim và đã thích cái lối diễn của chị Dương Cẩm Linh. Vì chị hóa thân vào nhân vật rất là xuất sắc. Kể cả những vai bi, những vai khổ và những vai ác. Chị Linh ơi, chị hỏi thử xem các bạn đang nấu món gì nha. Bên đây thì thấy rất là hấp dẫn nè, có cá nè, rồi có hành nữa nè. Chị đoán thử xem. Nói chung là chị đoán không có ra. Có bún tàu là em biết chắc chắn rồi. Bún tàu nhồi cá điêu hồng. Anh nhồi luôn giùm em ấy. Quên, bạn nấu mà. Vậy bạn bật mí luôn đi bạn. Em nói dạ, cho chị biết hôm đi. Hôm nay là em gửi đến chị Linh món đó là cá điêu hồng chân tương hột. Wow, trời ơi. Một cái món mà nghe thôi là đã thèm rồi. Một món rất là ngon. Nhưng mà hình như là tương đâu. Dạ, nãy giờ em tìm quá trời mà em không thấy tương đâu hết trơn chị ơi. Dạ, bực mí với gia đình nhà mình. Món đó bị thiếu đó. Giờ bị thiếu, giờ phải làm sao? Nãy anh thua nữa, anh đâu có được cái món quà của chị đâu. À, vậy là mình phải, là chị phải đem những cái phụ liệu đó về mới nấu được cái món này đúng không? Rồi, còn bên đây, ôi vườn không nhà trống quá chị. Ở bên đây em thấy không? Thấy quá trời luôn. Một mâm luôn đây có một chén cơm. Xin trân trọng giới thiệu, chị có một dĩa cơm trắng với một dĩa ớt và một chút xíu hành. Em cho chị ăn cơm với thôi, nước tương. Thôi mọi người đừng có nói nữa, em đang rất là buồn luôn. Sao buồn? Em nấu món gì? Trời, bây giờ em khóc ra nước mắm luôn nè. Thôi ghê quá. Nước em mắm, nấu món nước gì? Mắm của em hơi mặn anh. Em nấu món gì?
em nấu cái món là trứng cá lóc bông kho tiêu. Hồi nãy là em hỏi chị Linh là thích ăn cá không? Chị nói thích. Đó, chị rất là thích ăn cá, mà những cái món nào mà kho tiêu là chị thích rồi. Kho tiêu, kho quẹt, cái gì mặn mặn là chị thích rồi. Nhưng ngày hôm nay em đã chiến thắng cái trò chơi trước, đúng chưa? Bây giờ em thiếu gì em nói chị Linh đi lấy nè. Em món chỉ còn trọng. Thiếu cái quan trọng nhất luôn á chị, cái món mắc nhất luôn á chị. Yên tâm đứng đây đi chị ơi. Sao em? Tâm sự mộng xíu. Bên cạnh nhà mình, nhà hàng xóm có cái tiệm tạp hóa, mà cái tiệm này lạ lùng lắm chị, không bao giờ bán đồ. Sao kỳ vậy? Mặc mở dù chi trưng ra rất nhiều đồ nhưng không bán. Kỳ tặng vậy? Không à? Ở vậy hả? Tặng được, tặng được không hả? Được chị. Nhưng vậy chị có sợ hãi không? Không, chị không sợ hãi vì sự ham muốn ăn. Và muốn ăn những cái món này thì bất chấp giá nào chị phải lấy những cái phụ liệu để về cho hai em này nấu cho chị ăn. Hứa nha. Hứa. Hứa sao nhẹ quá vậy? Hứa sao hơi run vậy? Bực mí nhỏ với chị ở bên nhà hàng xóm tìm tạp hóa bên kia là có chị ba mưa nắng. Ủa vậy chị ba mưa nắng hả? Thôi chị ráng nha, đừng đem giông tố về đây. À, dạ em mời chị. Không, chị hy vọng hôm nay chị mặc áo hồng là dạ, sẽ gặp những cái điều nhẹ nhàng. À, dạ xin chào chị ba mưa nắng. Chị ba. Ôi, trời đất ơi Linh. Trời dạ, ơi trời ơi chị. Trời em nghe mưa nắng em. Trời đất ơi, trời bữa nay là mặc tông hồng nữa. À, chị cũng tông hồng nữa. Trời ơi, mình một đội một nhà rồi. Minh ơi. Dạ. Nghe đâu em có mặc áo màu hồng phải không? Dạ đúng, màu hồng nhạt rất là thơ mộng. Qua đây làm điền tam ca màu hồng. Em thân thiện quá. Hai, dạ, ơi. Ba. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời cũng biến nhiệt đấy đôi môi em muôn trần cho anh mơ mộng. Thôi chương trình văn nghệ tới đây là hết, thôi đi về chỗ đi. Ôi chị, đi về chị, chỗ chị mới kêu em qua chị. Chị thôi chị. Tự nhiên chị nổi lên chị khó tính rồi chị không muốn văn nghệ nữa, đi về đi. Ủa con em tới đây làm gì? À, dạ em nghe nói là chị rất là dễ thương à, và nhất là hôm nay mặc áo màu hồng nữa, chắc là mềm mại nữ tính à. Em thì em đang nấu hai cái món ăn này, nói chung là còn một thiếu một ít nguyên liệu. Và em nghe là chị rất là giống như là tốt bụng á chị à. Ai xin cái gì là cho á. Vậy hả? Dạ nên em muốn qua em xin trứng cá. Xin mình xin trứng cá luôn. Dạ. Trời đất ơi, rồi xin gì nữa? Tương hột để về trứng cá chị. À, trời dạ ơi. Em chỉ xin hai món đó thôi à. Hai món đó thôi à. Chị thương em quá à. Dễ thương đẹp ghê vậy đó. Dạ em mặc em đẹp giống chị mà áo màu hồng mà. Thương lắm. Nhưng mà em thấy chị có luôn nè. Trời chị cho em xin đi. Em phải vượt qua thử thách thì em mới được lấy được hai cái món này. Vậy hả chị? Thử thách là gì? Ten. Em phải ăn mỡ cho chị. Em ăn này, chị hứa với em là chị phải cho em lấy hai món đó về nha. Rồi rồi rồi, chị hứa liền. Em ăn cái này hai ngày em không dám ăn cơm á. Vậy hả? Ông sao rồi cưng? Ngon không? Đó, em ăn mỡ em mới thấy nó thú vị cỡ nào, mỡ kho nữa. Thấy không? Cái tánh của Dương Cẩm Linh là như vậy. Mặc dầu là sợ ăn mỡ, ăn mà cái mặt đau khổ. Thương em quá à. Ngày mai nha, nhớ nha, đem cái bằng qua chị đóng mặt đem lên hội phụ nữ để công nhận em là người phụ nữ kiên cường. Em cảm ơn chị, kiên cường vì ăn cục thịt mỡ. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều. Mày vì hai cái món ăn này chị một cái. Trời ơi nè, đúng là thần tượng của em luôn á. Từng đúng người là thần tượng luôn. Để em ôm một mình cho trọn vẹn. Trời ơi. Rồi, cái ôm này là cái ôm hứa hẹn món ăn sẽ ngon nha. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian thi đấu sẽ không có nhiều, cho nên hy vọng rằng hai bạn sẽ quyết tâm chinh phục được giải thưởng cao nhất ngày hôm nay với sự bình chọn của chị Dương Cẩm Linh. Chính chị ấy sẽ nếm cái món ăn của hai bạn. Rồi. Và bây giờ, thời gian dành cho cuộc chiến bắt đầu! Không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta chỉ còn 10 giây cuối cùng thôi, nhanh lên các bạn ơi! Ủa, bây giờ xong luôn hả? 9, 8, 7, 6, 5, khỏi đếm luôn đi! Xong chúc rồi. Mừng các bạn! Wow! Hấp dẫn quá chị ơi. Cảm ơn hai bạn đã vượt qua thử thách này. Xin mời hai bạn về vị trí ạ. Tất cả là của chị hết. Chị thích cái nào trước nè? Chị nghĩ là mình nên ăn món lạc trước đi. Cái món của em á, thường á thì chị có thể ăn với cơm trắng,
Nhưng mà em bonus thêm cho chị một cái phần đó là cuốn bánh tráng chấm với nước mắm. Mình đa dạng thêm món ăn đó chị. Sao hả chị? Trời ơi, ngon quá. À, ngon quá hả? Mừng quá. Nước chấm làm cũng ngon nữa. Dạ, nước chấm đó là em thắng nước dừa vậy. À, em thắng nước dừa. Minh Sù cũng rất là thích ăn cuốn. Mà bây giờ làm nước mắm như nào để cho nó ngon nhất? Em cũng học từ ba với má em á. Thì khi mà mình giã tỏi với ớt xong, thêm một ít gia vị đó là mì chính nè, một ít đường thôi. Tại vì mình đã có một cái nước dừa nó có vị ngọt trong đó. Làm rất là ngon. Bên đây thì đậm đà, nước chấm rất là ngon. Tài chuẩn bị cái bài thuyết trình của mình nha, để chia sẻ xem. Thật sự cái món này nhìn vào rất là đơn giản thôi, nhưng mà bạn cũng sẽ có ý đồ của mình. Tại vì cái món này tuy nó đơn giản lắm, nhưng mà khi mà chị cắn vào một miếng, em làm nó rất là đậm đà. Và nó có thêm cái giống như là nó sắc cái nước xuống á. Mà món kho tiêu là đặc biệt là phải làm được cái đó. À, mà em làm và cái quan trọng là nó không có bị tanh của cái này. Em phải thử. Nữa em lại được thử nữa. Trời ơi, không sao đâu chị. Em gắn bên cái đầu này chị ơi. Em ăn thử coi nè. Em nghĩ nó rất là đơn giản đúng không? Ở bên trong nó vẫn không nó bị quá khô. Đúng rồi, nó rất là béo nữa. Ngon thiệt. Ngon, rất ngon. Phải công nhận á, là hai bạn là nam mà nấu ăn. Chị không phải nói quá chứ. Giống như là mình đi ăn nhà hàng. À, ngày hôm nay với cái tinh thần như thế này thì có thể nhận thấy rất khó cho chị. Đúng rồi, bởi vì khó hai cho món chị quá. Quá ngon luôn. Quá ngon. Nhưng chị yêu à, chị có một giải thưởng thôi. Chị muốn dành tặng cho ai? Bây giờ làm sao? Lần này hay nắm là... tay chị mấy đứa lần này nắm tay chị. Không, hay là bây giờ tại vì chị ăn quá ngon rồi, hay là bây giờ chị tặng thêm giải thưởng nữa được không? Nếu mà chị tặng. Đúng với nguyên tắc của chương trình đó chính là chỉ có một giải thưởng 5 triệu đồng dành cho một bạn thắng cuộc mà thôi. Xin mời chị. Thật khó khăn cho chị nếu mà chị chọn. Nhưng mà phải chọn ra món chiến thắng sẽ là... Quân Bảo. Xin được chúc mừng. Dạ, đây chính là giải thưởng 5 triệu đồng xin trao lại cho chị. Và chị sẽ trao cho người thắng cuộc ngày hôm nay. Chúc mừng bạn Quân Bảo. Còn Tài ơi, thật sự ngày hôm nay bạn cũng rất là tuyệt vời rồi. Và có những sự hứa hẹn của chị Linh. Và hy vọng rằng là bạn và chị Linh cũng như là bạn Bảo sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong một dịp là gần nhất để có thể nấu ăn dành cho chị Linh nhé. Dạ, chị Linh thân mến, ngày hôm nay đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao thì cảm xúc của chị ngay bây giờ như thế nào? Chị cảm thấy là sau khi thưởng thức món ăn của chính fan của mình, chính những cái người mà yêu mến mình nấu ăn mà nó quá ngon tuyệt vời như vậy, thì chị cảm thấy là không có xúc động á. Cảm thấy không có còn cái gì mà nó vui hơn điều đó. Tại vì cả hai cái món ăn của hai bạn nấu rất là công phu và dành hết tình cảm ở trong đó, nó mới ngon tới như vậy. Nên chị cảm ơn Tài với lại cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn chị Dương Cẩm Linh, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó chính là 17:50 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Tới đây xin khép lại. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau. Xin chào.